Chào tất cả anh em nha. Nay mình mới về được cây đu bông lai 2 phong cao mã palladium nha. Tình trạng là hàng đã qua sử dụng, không còn hộp, nhưng còn khá là mới nha. Cái bề mặt palladium này nó không có bị xước gì hết nha, nó chỉ bị chút xíu chỗ này thôi nè. Đó. Thường mấy cái dòng này mà nó mà xước là nó xước ghê, anh nhìn nó ghê lắm. Nhưng cây này còn mới lắm, trên 95% đó nha, rất là đẹp. Bị chút xíu đây thôi nè, đó chỗ này nữa, còn ngoài ra là không bị nữa, thấy không? Đó, nghiêng nghiêng cũng không thấy xấu như trước, rất là đẹp. Mặt lưng cũng vậy, rất là đẹp nha, sáng bóng nha, không có bị xước nè. Cái này mà nó là dòng này mà nó mà xước là nhìn nó ghê lắm. Đồng rất là đẹp, nó sáng bóng không có xước gì hết nha. Đó. Nghiêng qua nghiêng lại, nếu mà xước là anh em nhìn thấy liền à. Đích cũng vậy, đích rất là đẹp. Đẹp không? Sáng bóng, không có xước nè. Hàng đầu ngay khúc này, ngay đời có xước nhẹ xíu đây nè, đó chút xíu thôi nha. Quay gần mới thấy nè. Rồi, ngoài ra là đẹp không có bị gì hết nha. Tiếng khá là tốt nha, tiếng khá hay nha. Hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả nha. Anh em mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình. Con này còn rất đẹp nhưng mà con cái là nó không còn hộp thôi. Cái tình trạng là chung là nó rất là đẹp, trên 95% nha. Rồi mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.